Cây măng mây này là nó có hoa quanh năm nha các bạn. Hoa măng mây thì nó rất là nhỏ nha. Hoa măng mây thường thì nó sẽ mọc theo nách lá. Và đấy, cây măng mây thì cái nó có cái hoa nó ra rất giống hoa cà phê nha các bạn. Nhưng nó chỉ nhỏ hơn thôi. Hoa và lá nó đều nhỏ hơn hoa cà phê. Điểm đặc biệt mà mình nói với bạn là cái hoa nó giống hoa cà phê là nó mọc ở nách lá các bạn. Và cái cây nó ra cái tán cây nó giống như là cái tàn thông nha. Cây măng mây ở dưới vùng đồng bằng thì nó khác ở trên vùng núi nha các bạn. Trên vùng núi thì thường thường thì mình gặp là cái lá của nó cục hơn và lá nó tròn hơn. Ngược lại thì cái hoa của nó lớn hơn nha. Cây măng mây thì đa số là nó mọc hoang. Cây này thì theo tài liệu bên y học thì cái lá và cái rễ của nó có thể trị được bệnh gan nha các bạn. Mình tìm rất ít tài liệu về cây này nha. Ở vùng núi thì mình thấy cái cây này nó cũng mọc hoang nhiều các bạn, không có được trồng nha. Các bạn thấy cái hoa nó rất là nhỏ nha. Cây này thì ra hoa quanh năm. Cây măng mây thì thường nó mọc ở cặp bờ ao hoặc cặp bờ kinh ruộng đó nha các bạn. Cây này thì nó thuộc loại cây thân gỗ nha. Cây măng mây thì mình nhìn thấy nhiều rồi nhưng mà thấy cái thân của nó không có cao nha các bạn. Chắc mình đoán chắc khoảng 3-4 mét nè. Còn đây là cái quả nữa nha. Quả đó các bạn thấy giống quả cà phê nha. Là sai quả nha các bạn. Quả này nó ăn được các bạn, vị ngọt ngọt.